Xin chào quý bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Takio. Vừa qua thì Hà Ngân đã nhận được rất là nhiều phản hồi từ quý bà con yêu cầu review sản phẩm máy ép cám viên nào mà vừa giúp tiết kiệm thời gian công sức cũng như là có mức giá thành hợp lý. Thì hôm nay Hà Ngân xin được giới thiệu sản phẩm máy ép cám viên Takio TK180 được sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Takio. Vậy thì máy ép cám viên Takio TK180 này có công suất như thế nào, hiệu quả sử dụng ra sao? Thì mời quý bà con cùng theo dõi Hà Ngân nhé. Và bây giờ Hà Ngân đang chuẩn bị sẵn những cái nguyên vật liệu để test máy ép cám viên Takio TK180 cho bà con cùng xem. Ở đây thì Hà Ngân đã có chuẩn bị là rau, cám và bắp. Vậy là Hà Ngân đã tiến hành test xong máy ép cám viên Takio TK180 cho quý bà con xem. Thì quý bà con có thể thấy là trong lúc máy vận hành á, thì máy chạy rất là mượt mà và trơn tru. Mặc dù là cấu hình nhỏ nhưng mà năng suất của máy mang lại rất là nhiều. Ở đây là những cái cám mà Ngân đã ép bằng máy Takio TK180. Quý bà con có thể thấy là những viên cám rất là nhỏ, có thể dùng cho heo, gà sử dụng. Với công suất mạnh mẽ và khả năng ép cám viên hiệu quả, nhưng máy Takio TK180 lại có giá thành vô cùng hợp lý. Đó chính là 9 triệu 500 ngàn đồng với chính sách bảo hành lên đến 18 tháng, motor bảo hành 1 đổi 1, 12 tháng nếu lỗi thuộc về nhà sản xuất. Trường hợp quý bà con cần đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại và thông tin website mà Hà Ngân đang để phía dưới màn hình. Vậy là Hà Ngân đã review xong con máy ép cám viên Takio TK180 theo yêu cầu của quý bà con. Nếu như quý bà con muốn review bất kỳ một sản phẩm nào của công ty trách nhiệm hữu hạn Takio thì cứ để lại bình luận phía dưới. Hà Ngân sẽ xem và giới thiệu trong những video lần sau. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại.